Vui quá ha. À, đây là lớp học tình thương ở nhà thêm ba cô chú anh chị. Thì bây giờ cũng hoạt động trở lại rồi. Nè con. Được bao nhiêu đứa đi học chứ bà? 19 là đủ chưa hay là chưa đủ? À. Khỏe không con? Hả? Nhớ chú Thiện không? Lâu rồi không gặp. À, gặp mà gặp không có được lâu. Anh này như có mấy dân vật mới nè phải không? Dạ. Đây nè mới mới không nè. Dạ. Rồi tụi con xếp hàng đây rồi để tặng bánh mì. Vậy là giờ bắt đầu dạy thứ bảy chủ nhật hả thứ ba? Dạ. Rồi hôm nay chú Thiện thay mặt anh chị Thảo đoàn Trung đoàn gửi tặng quà bánh mì cho tụi con nha. Dạ lớn lên. Dạ. Có cảm ơn. Dạ lớn rồi cảm ơn nhỏ xíu. À, phần của anh chị Thảo đoàn Trung đoàn còn lại 220.000 đó thì Thiện hôm nay làm 22 ổ bánh mì gửi đến mấy đứa nhỏ với cô giáo luôn. Cảm ơn. Mấy đứa mới vô là lớp 1 không hả? Thế mà dạy kèm á hả? Ngon mấy đứa? À thấy rồi con. Rồi ăn bánh mì đi con. À, anh chị Thảo đoàn Trung đoàn có gửi cho Thiện là 100 đô thì ngày hôm nay là ngày thứ tư Thiện tặng quà cho mấy đứa nhỏ ở trường học cũng như lớp học tình thương thì coi như là mình cũng tặng đủ cái số tiền 2.420.000 mà anh chị có gửi cho Thiện đó. Tụi con đi học từ thứ hai đến thứ sáu hả? Rồi thứ bảy chủ nhật thì lại đây học ở lớp học tình thương ha. Rồi vậy là cũng hàng tuần chú Thiện cũng nhờ mẹ làm mấy món ăn cho tụi con nha. Dạ yeah, cũng đâu có thua gì nghỉ hè đâu ha thứ ba, cũng 24 là cũng nhiều rồi chứ. Mà đợt này là lớp 4 là không có dạy. Bỏ lớp 4 ha. Dạ. Tại vì nó khai sách. Qua học vô hè tới là lớp 5 là bắt đầu khai sách cho nó nghỉ rồi. Dạ lớp 1, 2, 3, 4 rồi. Nếu đi
Dạ. Vậy là trên trường mấy đứa học không kịp hả? Không biết. Không biết luôn. Giỏi giỏi không à? Đạt, có phải khen không Đạt? Khen không con? Học có mấy tháng hè mà thấy tiến bộ ha. Ủa sao gác á con? Biết chưa con? Biết chữ, biết đọc, biết viết chưa? Lúc đó học ở cái lớp bên sông đó đâu có biết gì đâu. Bởi vì dạy cái này đâu phải dễ đâu, phải có kinh nghiệm rồi phải tâm huyết nữa. Cái thằng Hiếu này mà thêm ba dạy nó biết được rồi, phải nói là siêu lắm á. Đọc được, viết được luôn, giỏi. Cái này giỏi. Cái anh này mới là thuộc loại là siêu tốc. Dạ. Yeah. Học một chữ nào hết trơn. Lại đây học ba cái này đọc được, viết được luôn là siêu tốc luôn, thằng này thuộc loại là siêu tốc nè. Kinh khủng luôn á. Con chữ này Vinh là khen nức nở luôn mà. Siêu thuộc loại là siêu vậy, không vô một chữ nào, học chữ nào cho không biết luôn á, lại cầm viết không được luôn đó. Vậy là mấy thầy cô cũng mừng lắm rồi đó. Ở đây thì lên trên trường học mấy đứa này nó không theo kịp mấy bạn đó, thì nhà trường cũng có gửi lại đây để nhờ thím ba dạy kèm hai bữa thứ bảy chủ nhật. Như Hiếu là đọc chữ đó được không thím ba, trên bảng đó lại đọc thử coi Hiếu. Hiếu lên đọc coi con. Đọc gần ra chữ này. Nó vậy là nó biết mặt chữ rồi. Đọc được hết trơn. Đọc được rồi. Đọc thầy cho đúng. Rồi quá quá siêu rồi, tưởng đâu là không biết gì luôn rồi chứ. Con đọc chưa? Được chưa? Hả? Đây. Đọc gần luôn. Dạ hả? Tả luôn. Đọc chữ thiện coi giọng coi con. Nè. Trên bảng nè, lại chỉ đọc, chỉ đọc thử coi. Chỉ hàng dưới đi, phải chỉ hàng dưới thôi. À, lớn lên. À rồi gáp lại thì gì rồi. Siêu tốc quá, đúng là siêu tốc quá. Rồi được rồi, mấy ông này là chậm hơn mấy bạn mà giờ này biết hết trơn là thấy mừng rồi. Cái ông này đọc dạy được cũng cần thân anh quá trời thiệt chứ. Con Hiếu đọc được là mừng, muốn là hơn bắt được trăm vàng cái vàng á. Nếu mà ông lại đây là con bảo đảm luôn, học trên trường cỡ nào cũng không biết. Tại vì nếu mà theo không kịp là bỏ luôn rồi, đâu 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 có theo kịp ai. Nhưng mà cái anh này mới cho mấy gà lại đây viết đúng một chữ nè, đọc cũng được lai hai mà. Vậy hả? Vậy là lại đây là ưu tú không đó ha. Lại đây là thấy dữ không à. Biết đọc chưa con?
Con tên gì? Con học lớp mấy? Thầy Trinh hả? Thầy Vinh hả? Mấy đứa này đó qua xong học là không có đứa nào biết bất cứ một cái gì hết. Thôi bye bye chú Thiện nha. Bye bye. Từ sau gặp lại nha. Quá trời đã luôn.